về trời với Chúa, êm ái cho đời con. Về trời với Chúa, bao tháng năm mọi môn đời chờ, tình Chúa dâng ngập trời, ngây ngất. Cầu nguyện cho bà Teresa mới lìa bỏ chúng ta mà về với Chúa. Trong niềm tin tưởng vào Chúa, chúng ta phó thác người thân yêu của nàng ta trong Chúa. Và giờ đây chúng ta hãy xin Chúa tha thương, tha thứ lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để chúng ta tham dự vào giờ kinh này tốt sáng. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều kêu xong. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria cho đời đồng trinh, các kiêm thần, các thân và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng đứng sau ta tôi và gia đình ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con biết tin mình trả lời ngựa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết sống sớm lời Ngài lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chan hy vọng, là đường để con đang soi bước. Lời Ngài là chấm dứt niềm vui, trong men là tiếng hát đời vui. Lời Ngài nói với cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Bài chính sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi dân người một trên núi này một bữa tiệc, và trên núi này người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn chân và tấm khăn liệt trải trên mọi nước. Người sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân người, vì người đã phán như vậy. Và ngày đó người ta sẽ nói: này đây Chúa chúng ta, chúng ta chờ đợi người và người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, mọi nơi người chúng ta tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn người cứu độ. Đó là lời Chúa. Anh chị em đã mến với lời nguyện do lòng tin của chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là sự sống và là sự sống lại. Dù có chết cũng được sống lại với người. Chúng ta tin tưởng và dâng lên Chúa lời cầu xin. Lạy Chúa, cho đa khóc thương La-dơ-rô, xin Thầy lo sẵn nước mang chung con. Xin Chúa nhận lời chung con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin Chúa đã được ban cho bà Tê-rê-xa chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chung con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người có lòng hối cải, xin Chúa đã được ban cho bà Tê-rê-xa chúng con được vào trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chung con. Chúa đã cho bà Tê-rê-xa chúng con được ghi âm tin trong nước vừa tôi, xin nói thương ban cho bà được số bảo số các tan bà những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng bà Teresa chúng con trong tiệc mình bà mau thăm Chúa, xin nói thương con nhận bà vào trong bàn tiệc nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nói thương cho chúng con đang thương nhớ người thân yêu để được an ủi trong đức tin, được quân cờ trong niềm hy vọng, được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha hạ sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày
con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho hệ chúng con sợ chưa tham dục, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Cha, xin lấy lòng nhân từ thương đến người tôi tớ Chúa đây, mà tha các hành vi của bà. Khi còn sống, bà có ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa và ở giữa đất đức tin chân thật, đã liên kết bà với cộng đoàn trên trời, thì xin Chúa nhân lành cũng ban cho bà được sum họp trong hàng ngũ các thánh. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con. Xin Chúa con hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội nào ai trôi được, bởi Chúa con hẳn có lòng lành. Cùng vì lời Chúa con phán hương, con đã trông thấy Chúa con, linh hồn con thấy vì lời hứa ấy. Vì đã trông thấy Chúa con, nên ta làm dân nước Chúa trời đêm ngày hãy trông thấy người cho nên. Vì người đất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thấy. Lạy Chúa con, xin ban cho linh hồn Teresa được linh nơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn Teresa cho khỏi tù, và được nghỉ yên. Amen. Từ chốn lên hình chúng tôi vòng tiếng bao linh hồn thong thang. Điều thành tín dân mẹ nhân ái, người mẹ thương nghe đòi con cái tiếng tha ban ngày. Từ vực sâu tiếng khóc than, còn bồng ngân với tháng năm thu hoài đớn đau. Mẹ ơi hãy vai thương, lòng từ bi hãy chiếu soi lên mọi linh. Gia xưa còn nghi dấu, mẹ hiến dâng con một bên yêu. Chuộc tội cho gian trần xa đắm, nay giờ đây xin mẹ thương cứu vớt bao linh hồn. Từ sâu tiếng khóc than, còn vọng lớn với tháng năm khổ hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy loay thương, lòng từ bi hãy chiếu soi lên mọi linh hồn. Chúng con trong cõi đã thắt Đức Mẹ Chúa Trời xin chế bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu tôi đứng từ đồng trên thiện huynh sang lang. Chờ chúng con ra khỏi sự tử an. Lời là tan chay tìm đưa Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Lời chay tìm cửa tan cửa tìm ra tan Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lòng ta như sẽ là bản thân sẽ Đức Bà Maria cho đời đồng trên. Cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an. Cầu cho chúng con. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn mát Teresa được an nghỉ muôn đời. Và cho linh sáng nhận vô chiếu cho trên linh hồn Teresa. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Teresa được an nghỉ muôn đời. Amen. Đất mới hôm nay người đã gọi con ra khỏi chân đời, lặng nhìn không gian đầy những người thân, đầy những bạn hữu cánh chim xa đàn, để rồi nhớ mãi, để rồi quên mau. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong
gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên, tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoàn ca tình yêu con hiền đưa gieo. Với chiếc khăn tang nghe hồn ra buồn, hôm nay xa cách người thân biết bao ngậm ngùi, lặng nhìn mây xanh xanh ngát trùng khơi, tìm trong ngày tháng biết bao kỷ niệm trở thành quá khứ, trở thành hư vô. Xin cho con cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên, tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoàn ca tình yêu cõi thiên đường gieo. Trăm năm như cánh vạt bay, có ai mong chờ? Hẹn người mai sau trên cõi trường sinh, tình yêu đổi mới ngát hương diệu. Chẳng còn tiếng khóc, chẳng còn đơn côi. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên, tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu cõi thiên đường gieo vui. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên, tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu cõi thiên đường gieo vui. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên, tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoàn ca tình yêu. Thank you.
chúng nhà mình ngồi cho mẹ. Đến 8 giờ ngày mai là sẽ gặp lại cho mẹ nhé. Con cũng về để cầu nguyện cho mẹ nhé. Còn một thân thế rồi sẽ còn phải chúng nha. Bố cũng bán con muốn giờ là chủ nhật ra nên là để tại nhà. Thì chủ nhật hay các con. Thế còn ngày là ngày thứ hai là đúng 4 rưỡi. Lễ đưa mẹ ra nhà thờ để làm lễ cho mẹ rồi. Ta cầm lễ cho mẹ rồi. Mình có cái gì không có con có điều gì không có con có điều gì không tất cả các con có điều gì không giờ không biết mày là con thì lúc còn mình nói chuyện với nhau tất cả mọi sự vật đúng là như thế nếu con có điều gì không biết làm nếu còn con gái nó thì con không biết gì con thế các con gái thì không có gì cả nhé nếu con mình không chung sức để lo cho mẹ nhá như thế con gái mình không còn có thể gì cả. Thank you.
Giờ đây chúng ta khởi sự nghi thức tạm biệt. Chúng ta thành khẩn cầu xin Chúa cho bà Teresa mới qua đời. Xin Chúa thương ban cho bà sau khi kết thúc cuộc đời trần thế được về quê trời vui hưởng sự sống đời đời. Vì chúng ta tin chắc chắn rằng sự chết chưa phải kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ chúng vào sự sống đời đời. Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống có người chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Bà Teresa đã được chịu sắc rửa tội và giờ đây đã khởi sự sống vinh hằng. Ngay khi còn sống ở trong trần gian, ta cầu nguyện cho bà Teresa, hy vọng bà được vào vinh quang hưởng phục sinh với Đức Kitô. Và Chúa biết tất cả những điều chúng con thầm mong ước. Con cầu nguyện cho bà Teresa mới lìa bỏ chúng con, ước gì bà được sống bên Chúa vui vừa bình an với tất cả những ai đã được Chúa gọi vào nước trời. Con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Anh chị em thân mến, trước tiên hai người quá cố chúng ta lắng nghe lời Chúa, để đức tin đức cậy và lòng mến của chúng ta được luôn luôn nuôi dưỡng và củng cố. Lời Chúa trong sách Daniel: Tôi là Daniel, tôi đã được nghe lời thiên sứ nói với như sau. Thời đó Michael, vì chủ chỉ huy tối cao, thời đó dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ thức dậy, người thì để được phúc trường sinh, kẻ phải chịu khổ nhục muôn đời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. Anh chị em thân mến, ước chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta chia sẻ một niềm hy vọng. Lời Chúa xin cho bà Maria là người thân thích đã lìa bỏ chúng con, xin cho bà được mau về với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những điều tốt lành mà bà Teresa đã làm đem lại nhiều kết quả và còn được nhiều người khác tiếp tục. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho bà Teresa đã cho phạm vì yếu đuối. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho hình ảnh
ơn tốt đẹp của bà Teresa được in sâu trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh chị em thân mến, trước sự ra đi của bà Teresa đang làm chúng ta đau buồn, nhưng với một niềm tin cậy và yêu mến, chúng ta cùng nhau chạy đến với Chúa Giêsu để cùng người chúng ta thưa lên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời, tha kẻ con ở chúng con, xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Đức Maria cũng là người đã trải qua thử thách đau thương, nhất là khi người đứng dưới chân thập giá. Chúng ta hãy chạy đến Đức Maria để được mẹ nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội như nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt là cho con một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Ô Đấng đã đánh bại thần chết, xin cho bà được tham dự vào đời sống phục sinh với người, người hành xong và hiên tri muôn đời. Amen. Xin Chúa thánh hóa chúng con tại này để chúng con gửi người thân yêu của chúng con chờ đợi ngày thân xác phục sinh. Và xin Chúa thương làm phép với chiếc khăn tang để khi chúng con kính giới với người đã khuất, chúng con biết rằng thân thật mỏng giòn của chúng con mà chấp cậy vào lòng từ bi và yêu thương của Chúa. Con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Woo!
sao còn chẳng nặng thơ hơn kia. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nên Cha ca sáng, Cha chỉ đến, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay chúng con cầu nguyện này và thánh lời chúng con như chúng con muốn tha cho chúng con, chúng con xin cho rằng chúng con sẽ chấp nhận cho ông như nói chúng con cho họ xin cho được. Amen. Maria đã làm phước cho chúa trời đã cùng bà và con có lan mọi người nữ và Giêsu có lòng bà cùng con lan có lòng bà cùng con lan Maria đã làm phước cho chúa trời đã cùng bà và con có lan mọi người nữ và Giêsu có lòng bà cùng con lan Maria đã làm phước cho chúa trời đã cùng bà và con có lan mọi người nữ và Giêsu có lòng bà cùng con lan xin ban cho người con của Chúa đây là bà Teresa khi còn sống ở đời này đã tin vào Đức Kitô phục sinh thì giờ đây được phước phận vinh hiển với người người là Thiên Chúa hằng sống và Thiên Truy cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn 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 đời. Amen. Bà chính xác dân trên núi ngày một bữa tiệc và trên ngày người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệt trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời, Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất khỏi mặt đất sự tội hổ của dân người, vì người đã phán như vậy. Và ngày đó người ta sẽ nói: này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi người và người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, là nơi người chúng ta đã tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn người cứu độ. Đó là lời Chúa. Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con biết được rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: lại Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, người khen Chúa. Thưa Tăng Quyến cùng quý ông bà và chị em thân mến,
Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta, các con đừng sao xuyến. Chúng ta đang mừng lễ Chúa Giáng sinh. Có rất nhiều cách để ngũ đổ con người, như chúng ta thấy, để tạo dựng nên con người, tạo dựng nên môn lợi. Thiên Chúa chỉ phán một lời thì mọi loại đều có. Nhưng để cứu con người, Thiên Chúa lại không làm như thế. Nếu Chúa chỉ phán thì chắc có lẽ chúng ta cũng không thấy được tình thương của Thiên Chúa chẳng hạn. Nhưng Chúa đã chọn một con đường khác, đó là con đường người con một của Thiên Chúa xuống thế làm người như chúng ta, đến tối ban người con một của Ngài cho thế gian, để người con một của Ngài nhờ ai tin vào Ngài thì sẽ được sống. Và sự sống ấy chúng ta đã đón nhận từ khi Chúa Giêsu giáng sinh làm người. Bởi vì mầu nhiệm giáng sinh là mang lấy thân phận, mang lấy cái lần sinh ra làm người của mỗi con người chúng ta. Có ai ở trong trần thế này khi sinh ra làm người mà không qua một cuộc sản sinh? Như vậy, đối với sự sinh hạ của Chúa Giêsu thì Ngài cũng mang vào trong thân phận của Thiên Chúa một cuộc đản sinh như chúng ta. Đó là sinh ra để làm. Nhưng người ta vẫn nói có sinh ắt có tử. Con Thiên Chúa cũng thế. Ngài đã chọn nhận lấy cái con đường sinh ra thì ắt Ngài cũng chọn nhận cái con đường bắt đầu cho cuộc sự sống đời sau. Nó là một chặng đường tất cả những ai muốn có sự sống đời đời đều cần phải đi qua. Chúng ta có cái khởi đầu làm người, cho nên chúng ta có một cái khởi đầu để bước vào trong cái sự sống đời đời. Cho nên khi nhìn vào sự chết, Chúa Giêsu đã mang lấy cái chết vào trong thân mình của Ngài, nghĩa là chúng ta thấy Ngài chịu chết để cho chúng ta được sống chúng ta. Bởi vậy khi mà đọc bài Phật âm trong cái nhãn quan giáng sinh của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy lòng các con đừng được sao xuyến. Bởi vì đây là một cái chặng đường bà Teresa đã đi qua, còn chúng ta thì đang đi tới. Nhưng dầu đã đi qua hay đang đi tới, Chúa nói với chúng ta chỉ là cái chết chỉ là một cái chặng để vượt qua, để rồi bước vào cái sự sống. Bà Teresa đã qua chặng của sự chết, chúng ta thì đang trên con đường tới chặng ấy. Chúng ta sẽ nhờ sự sống lại của Ngài mà chúng ta được bước vào trong sự sống đời đời. Bởi vậy Chúa cũng nói với chúng ta, ta là sự sống. Sự sống này là sự sống Ngài đã mang vào trong nhân thế của chúng ta qua cuộc giáng sinh của con Thiên Chúa. Rồi Ngài lại cũng nói với chúng ta, và là sự sống lại, nghĩa là Ngài đã thắng được sự chết, Ngài đã mang lại sự sống muôn đời cho những kẻ đã chết. Giả như chúng ta không chết, chúng ta có được vào sự sống đời đời không? Điều này ắt hẳn chúng ta sẽ thấy khó mà có thể, dễ bởi mấy ai có ở trên cái cuộc đời này. Phải cầu nguyện biết bao nhiêu đêm ngày xin cho được ơn chết lành, cầu nguyện cách này cách khác, Chúa ban cho ra đi một cách êm ái của sự chết rất êm ái nhẹ nhàng, rồi lại vẫn phải tiếp tục ra đi tiến về sự sống. Nếu ta nhìn thấy cái hình ảnh đó thì chúng ta lại thấy cái niềm tin của chúng ta thật là diễm phúc, bởi vì chết này là một diễm phúc mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta, một ơn mà Chúa mời gọi chúng ta đã bước vào trong sự sống, chúng ta cũng sẽ bước qua cái sự chết một cách nhẹ nhàng, giống như là chúng ta đi qua một giấc ngủ dài để rồi thức dậy thấy một bình minh mới. Mỗi người trong chúng ta sẽ tìm thấy cái niềm hy vọng ở đó và tìm thấy được niềm vui mà Chúa mang lại cho chúng ta ở trong cuộc đời chúng ta. Khi mầu nhiệm Giáng sinh chiếu rõ rất nhiều vào khía cạnh trong đời sống của chúng ta. Chính bởi vậy, nhập thể là hướng về cứu độ, nhập thể là hướng về ngày tự hạnh phục sinh, sinh ra để hướng về sự chết. Nhưng sự chết ấy lại là một sự chết đi vào sự sống đời đời. Chúng ta hằng tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa, phó thác bản Teresa cho Chúa,
và mỗi người trong chúng ta vẫn tiếp tục trên hành trình cuộc đời của mình, đi trong an vui, đi trong bình an, bởi vì chính Chúa là đấng hướng dẫn, chính Chúa là đấng giúp cho chúng ta vượt qua chặng của sự chết một cách êm ái. Nếu chúng ta càng tin tưởng và phó thác ở trong Chúa, chúng ta xin Chúa ban phúc lành cho bà Teresa và cũng giữ gìn chúng ta trong ơn gọi và con của Thiên Chúa trong ngày Giáng sinh. Chúa đã là người để chúng ta trở thành con của Thiên Chúa. Ngài thương đôi linh hồn người đã mất trong về thiên đàng, hương phúc lành Chúa ban. Em hãy cầu nguyện đến lý lệ của tôi cũng là qua chiếm được Thiên Chúa là Cha và năng chấp nhận. Xin Chúa nhận lý lệ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hiếu ích cho chúng ta cùng mà thế hội thánh người. Lời Chúa qua chi chấp của lễ này để cầu nguyện cho người con của Chúa là bà Teresa đã lìa khỏi thế. Xin Chúa lấy ước và thắt tay bà để nhờ Đức Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giao hòa, cũng mở lòng khoan dung, thắt tẩy bà sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn đồ cho chúng con, nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết sẽ được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh đến bất diệt sau này. Vì vậy cùng với triều thần tuyên bố chúng con ca ngợi Chúa muôn đời thân thiện và không ngừng tung hô rằng là đấng thánh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế con ngài xin Chúa dùng ơn thánh phẩm của thánh hóa của lễ này để trở nên mình và máu Giêsu Kitô cho chúng con. Khi từ nguyện độ mình chịu khổ mình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra cho những các môn đệ mà nó, tất cả các con cũng nhận lấy mà ăn. Vì này là mình thầy sẽ bị nhột vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói, tất cả các con cũng nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội, các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiêu chết. Đức giáo hoàng Benedict Đô, Đức Hồng Tiên Giao Mau, Thị Sĩ Tà, Đức Cha Phụ Tả Phơ Đô, cùng ba đại hàng giáo sĩ. Xin Chúa hướng dẫn đến anh chị em chúng con đã ăn nghỉ cho niềm hy vọng sống lại cho mọi người. Đặc biệt các bậc tổ tiên, ông ngoại, cha mẹ, thân toàn quý vị của con đã lấy trận trong tình thương của các thánh tông đồ và toàn thể các thánh tái sống đặt lòng Chúa có mọi thời đại và cùng với các ngài chúng ta được ca ngợi và tôn vinh Chúa và Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trên nhờ người với người và trong người mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa
lại cha toàn năng trong sự như của chúng thánh hợp đêm muôn đời. Amen. Lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng đừng chúng con cho phải sự dữ. Lạy cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, sẽ đổi thương cho những ngày chúng con đang sống bình an. Nhờ cha đồng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi, được an toàn khỏi mọi biến đổi tin của hội thánh Chúa, sẽ đổi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa thành sống và hiến tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hẹn ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Em tay trước bình an của Chúa cho nhau. Lạy thiên thiên Chúa, xin thương xót chúng con. Đây chi tiết Chúa đã đơn xa tôi trần gian không cho được mời đến như từ chiến tiên Chúa. Đây Chúa, con chẳng đang Chúa ngữ bàn trẻ con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin cho người con của Chúa đây là bà Teresa đã qua đời được thoát khỏi vòng tội lỗi thì cũng được người vinh quang phục sinh, người hằng sống và thiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ba cùng lành cho chị em. Amen. Lời này xong chúng ta chia ra về bình an. Tạ ơn Chúa, lòng con thương nhớ con người. Mẹ đã đi rồi, con không còn nói tiếng mẹ ơi. Từng bước con còn không còn có mẹ, rồi lúc đi xa về mái nhà con chẳng còn
Cha, kính thưa cha phó, kính thưa hội đồng giáo xứ, thưa các sơ, thưa các hội đoàn, cộng đoàn giáo xứ Tân Hòa, chúng con xin cảm ơn cộng đoàn đã đến dâng lễ cầu nguyện và tiễn biệt mẹ con. Gia đình con đã sống ở giáo xứ Tân Hòa trên 40 năm. Thì trong 40 năm qua, cho đến lúc con không lớn, con được biết và con nghĩ rằng mẹ con có lẽ là chưa làm mất lòng một người nào trong giáo xứ. Với gia đình con xin thưa với cộng đoàn, từ ngày vô an, con nghĩ rằng mẹ con chưa quá 5 lần được biết với chồng mẹ, và chỉ có biết chồng và các con. Hôm nay cha đã đến và cộng đoàn đến chung lễ cho mẹ con cũng xin cộng đoàn và cha thương tiếp tục đến mẹ con và cầu phục nguyện cho mẹ con, bởi vì giáo xứ Tân Hòa đã dâng cho mẹ. Thì con nghĩ rằng giáo cộng đoàn chúng ta cũng nghĩ đến mẹ con và tiếp tục cầu nguyện cho mẹ con để mẹ con được mau về hưởng nhan thánh Chúa. Và nếu trong thời gian qua mẹ con có những gì sơ sót thì xin cộng đoàn cũng như giáo xứ tha thứ và nhận tình tha thứ cho. Con xin một lần nữa cảm ơn cha cố, cha phó, các sơ, hội đồng mục vụ, các cộng đoàn và cộng đoàn giáo xứ Tân Hòa. Xin tạ ơn. Chúng con kể vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi, hàng xem thấy màn đến Chúa trời sáng loáng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng con trong thời rất thanh đức mẹ Chúa trời xin chớ để chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng tri hiền bình sáng lắm. Lạy ra thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu, xót chúng con. Lạy trai tin tưởng thanh được tiếng ra thanh Đức Bà Maria và thanh thần. Xin kính mời cộng đoàn cùng với họ thánh Matthew và Teresa. Thank you.
trong ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Thần có ở khắp thế này, ta thánh đồng công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin mạng sống vậy. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi. Chúa thương gọi tôi về vậy, tôi thánh Phaolô tông đồ gửi, vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Nếu Đức Kitô đã chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết, vì tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kitô. Bởi có lời chép, Chúa phán: ta lấy sự sống ta mà thề rằng mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Xin thương nhận bà vào số các thánh và những người Chúa cho. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã lấy mình mau thánh Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Teresa nơi bàn tiệc thánh. Giờ đây xin đón nhận bà vào nước Chúa dự tiệc vui muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang thương nhớ bà Teresa. Xin Chúa tăng thêm lòng tin để nâng đỡ an ủi chúng con, và giúp chúng con vững lòng cậy trông sẽ được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con lạy Chúa con. Con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con. Xin Chúa con hãy thương nhận lời con kêu van, đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, khi đã trông cậy Chúa con. Nhưng kẻ là điên, vì người răng nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người tay thấy, đầy Chúa con xin ban cho linh hồn Teresa được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn Teresa cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường, cho lung linh anh nhiệm màu. Con chân thành dân vinh quang Chúa muôn ngàn, không gian mấy thơ vàng đầy cao siêu lẽ tôn thờ. Con vẫn xin người thương cầu là Chúa hãy dù thương ban mùa đông ơn. Chúa ơi, bên được con luôn coi những quân đàn thù hằng mưu ám hại con. Lòng con chân thành chân,
vinh quang Chúa muôn vàn, không gian mấy tơ vàng, đầy cao siêu lễ tôn thờ. Con thân xin người thương tình, cần cầu là Chúa hãy dù thương, ban quân âu âu. Chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thôn, đứng nữ đồng tình hiến tình sang lắm. Lạy mẹ xin thiên núi chúng con luôn luôn, mẹ từ bi xin tha những nỗi u buồn, vì đời con đều ra biết bao đau thương và tràn lan ngày Hãy
đường trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu đời. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thành cao hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong. Mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Không khi nào mà con thấy hư.
ngoài hương tùng liu đuối, dẫn con trên đường lành vì chung ơn nghĩa muôn đời. Xin mong bờ thương không gì chúng thương đau cho các con nhưng mà các cháu mong bờ được khỏe mạnh và nhớ là một nhớ chẳng có được sống một thời gian nữa cho tôi có nguyện cho bờ vững rảnh các con không ăn không ăn để anh em thương các con. Các con ơi, xin các con hãy chấp nhận một lời hẹn xin cũng không có điều gì một quá đau lòng trong lý thuyết của mẹ này con ơi, không có điều gì các con vì mà cũng bị chẳng mẹ thì mình muốn lần thương nhận xin mặt xin có một điều đáng nhận một quá đau lòng gì mà con hãy là phần đầu con gì tôi hãy nhớ mình là bụi cho một mai người sẽ trở về vui cho tôi thân phận của con người vừa bông hoa nở tươi một làn gió nhẹ lung lay cũng biến ta hương sắc màu hôm nay người tôi cười đêm lệ rơi đời là sắc điệp qua mau nuối tiếc chi bóng sầu hỡi người hãy nhớ mình là cuội cho một mai người sẽ trở về cuội cho quay về cùng Chúa Trời lòng hân hoan nhảy vui đường tội lỗi nguyện lui xa Chúa sẵn thương hải hà. Hãy subscribe